Xôi là một món ăn bình dân, quen thuộc từ nông thôn cho tới thành thị. Chắc hẳn là mỗi người dân Việt Nam dù sinh sống ở bất cứ vùng miền quê nào thì cũng có cho mình một quán xôi quen thuộc. Còn với mỗi người dân Tuyên Quang, có lẽ không ai là không biết đến món xôi ngô. Người Việt có rất nhiều loại xôi như xôi gấc, xôi đỗ, xôi lạc, xôi ngũ sắc, xôi xéo. Và xôi ngô là một nét biến tấu của người dân vùng miền núi. Xôi ngô là ngô nếp, nó có chất dẻo. Thế là mình cho gạo nếp nữa vào thì nó hai thứ trộn vào nhau thì nó ăn nó đậm đà mà nó có nhiều chất. Nó có vị ngon hơn là cái chỗ là nó có dẻo, nó bùi, nó lại có thêm chất, nó có mỡ, hành mỡ, đỗ. Thường tôi cứ nấu theo của dân ở đây người ta ăn thế nào, chứ ăn người ta khen ngon hay người ta bảo đây là như thế là được thì là tôi cứ thế tôi làm. Tôi làm 30 năm nay rồi, tôi làm từ năm 94. Cách chế biến xôi ngô thì rất cầu kỳ và có lẽ đây là loại xôi có nhiều món phụ đi kèm nhất. Ngoài nguyên liệu chính là gạo nếp, ngô thì cần phải có ruốc thịt lợn, hành phi, đỗ xanh. Để có được món xôi ngô ngon lành thì ngay từ việc sơ chế ngô đã mất rất nhiều công đoạn. Cái này làm nó vất vả hơn xôi khác. Làm cái này là mình phải theo đúng quy tắc là mình phải cho phải có vôi. Xong rồi là cho vào thì là mới đun nó sôi kỹ thì là đãi nó đi thì nó mới sạch cái vỏ cái mày đi. Xong rồi đến lúc mình lại phải cho vào đun thế cho nó dừ. Mình cảm thấy nó mềm thì mình vớt ra rửa sạch sẽ. Xong rồi để ra rổ cho nó khô. Thế đến mai là trộn gạo muối này. Thế rồi mì chính này. Thế là trộn vào xong là mình đồ. Ngoài ngô thì một nguyên liệu quan trọng trong món xôi ngô mà người nấu phải chọn lựa rất kỹ, đó là gạo. Cũng như các loại xôi khác, gạo để làm nên món xôi ngô thường là gạo nếp cái hoa vàng. Những hạt gạo tròn mẩy, căng bóng khi nấu sẽ được trộn theo tỷ lệ phù hợp để tạo nên món xôi ngô hài hòa, tròn vị. Mười lăm cân ngô mới 20 cân gạo thì được 300 gói. Công đoạn chế biến phần đỗ xanh cho món xôi ngô cũng thật cầu kỳ và phức tạp. Cái đỗ này là phải được chọn lựa đỗ tiêu mà đã được làm sạch, nhà sản xuất người ta làm sạch về bắt đầu mình vo kỹ, xong rồi cho nấu thổi lên. Sau khi chín rồi, bở rồi thì bắt đầu mang ra là giã cho nhuyễn, xong rồi khanh cho nó nguội đi, xong bắt đầu nắm vào bắt đầu thái. Công đoạn làm đỗ nó mất tầm độ khoảng cả nấu đến nắm thái này mất độ khoảng gần tiếng. Mỗi một yến xôi nó khoảng cân 2 đỗ. Sau khi nấu xong, các nguyên liệu còn nóng hổi. Xôi sẽ được đóng thành những gói nhỏ với những kích cỡ khác nhau. Một nguyên liệu không thể thiếu làm nên hương vị đặc trưng của món xôi ngô, đó chính là hành phi. Để giữ cho hành phi được giòn, thơm, thì người bán không cho hành trực tiếp vào xôi mà gói thành những túi nhỏ đi kèm.
khi thưởng thức món xôi ngô, thực khách sẽ rắc phần hành đi kèm vào xôi. Như vậy, hành phi sẽ giữ được vị giòn tan, thơm ngọt, đậm đà. Một ngày mới bắt đầu trên thành phố trẻ năng động. Quán xôi ngô nhỏ này đã tồn tại ở đây 30 năm, chứng kiến nhịp sống hối hả, đổi thay của thành phố Tuyên Quang. Bên cạnh những nhà hàng ẩm thực sang trọng, những hàng quà hấp dẫn thực khách, thì quán xôi ngô Bà Rợi vẫn là địa chỉ không thể thiếu của người sành ăn, mang đậm hương vị ẩm thực xứ Tuyên. Ăn món xôi của Bà Rợi ngay từ bé rồi và rất mềm, thơm và ngon. Bà nổi tiếng bao nhiêu năm nay rồi. Người ta ăn đã không bao giờ thể bỏ quên được. Thơm, nó ngọt, vị ngọt của ngô nó ngọt. 4 rưỡi sáng là bà đã phục vụ hết bà con ở ngoài chợ rồi. Một tuần thì phải ăn đến 5 bữa. Ăn là nó ngon, xôi ngô thì nó dễ ăn, không bị ngấy. Khi trời còn chưa sáng hẳn, những gói xôi ngô nóng hổi, thơm ngon đã đến tay thực khách. Những lái buôn đi chợ đêm hay những công nhân đi làm ca sớm. Rất là thích ăn xôi ngô ở đây bởi vì xôi ở đây nó có vị đặc trưng riêng. Ví dụ như là đỗ rất là mềm và ngô xôi cũng thế. Những vị nó quyện vào nhau ăn nó ra một cái mùi thơm đặc trưng và thực sự là mình thấy rất đảm bảo vệ sinh nên là cả gia đình nhà mình thì thường xuyên dùng món xôi ngô. Mình phải đi từ trên kia xuống đây là khoảng gần 2 cây số để mua xôi và gần như là một tuần thì nhà mình phải ăn khoảng 3 đến 4 lần. Sau khi mở gói xôi ngô thơm mùi lá, người ăn rắc thêm phần hành phi gói kèm vào và thưởng thức. Vị bùi dẻo của hạt gạo quyện với vị ngọt của hạt ngô, thêm vị bùi của đỗ xanh dã nhuyễn, hành phi giòn, vị đậm béo của ruốc khiến cho món xôi ngô hấp dẫn lạ thường. Những người đã được thưởng thức món xôi ngô thường nhớ mãi không quên. Cái gì cũng quan trọng. Nguyên xôi nguyên ngô ăn nó dẻo, nó bùi. Thế nhưng mà lại có cả các thứ ấy nữa thì nó ngon lắm. Nói thật ra là có nhà người ta cần bảo 3 đời nhà người ta ăn xôi ngô. Ông bà nó ăn xôi ngô cũng cứ mua xôi ngô nhà tôi. Xong đến bố mẹ nó bây giờ lại đến các cháu nó cũng cứ thích xôi ngô nhà tôi. Người ta mang tận Sài Gòn để làm quà hoặc đi Hải Phòng, Hà Nội, Ninh Bình, Bắc Giang, Bắc Ninh, nói chung là những người mà trước kia người ta ăn quen, bây giờ người ta đi xa không có điều kiện để ăn trực tiếp ấy, thì người ta lại yêu cầu người nhà là mua, gửi cho người ta để người ta thưởng thức, thì nhớ về cái ẩm thực của quê hương. Và một buổi sáng mùa đông trước khi đi học hay đi làm được thưởng thức một gói xôi ngon lành như thế này thì có lẽ là ai cũng cảm thấy ấm lòng và có sức trong một ngày dài lao động. Món xôi ngô tuy bình dân nhưng lại được chế biến tinh tế cầu kỳ, mang hương vị đặc trưng của xứ Tuyên, sẽ có những hương vị riêng biệt khiến cho người thưởng thức nhớ mãi không quên. Nếu như các bạn có dịp ghé thăm Tuyên Quang thì hãy nhớ thưởng thức món ăn tuy quen thuộc nhưng lại đặc sắc này nhé.